Zoom Zoom TV. Chào mừng các bạn đến với Zoom Zoom TV. Chúng mình sẽ cùng nhau vẽ một quả dưa hấu. À không, nửa quả dưa hấu thôi. Nào, bắt đầu thôi. Chúng mình sẽ chuẩn bị bút chì và giấy trắng để cùng vẽ phác thảo nào. Xong rồi, bây giờ thì mình chuyển qua bước vẽ nét thôi nào. Trước tiên mình sẽ vẽ một hình elip này. Đây chính là mặt cắt của quả dưa hấu đấy. Chúng mình sẽ vẽ một cái đường song song với cái hình elip hồi nãy nhé. Thì các bạn nhận ra gì không? Đây chính là mặt cắt. Khi mà chúng mình cắt ra, chúng mình sẽ thấy một phần có màu xanh, một phần có màu trắng và một phần có màu đỏ. Nào, bây giờ thì mình sẽ vẽ những cái sọc ngoài cho quả dưa hấu nhé. Tụi mình ăn dưa hấu tụi mình hay làm gì ta? Tụi mình sẽ hay nhả hạt ra đúng không? Bây giờ mình sẽ vẽ những cái chấm tròn tròn ở cái phần mặt cắt này. Đây chính là rất nhiều hạt dưa hấu. Wow, chưa tô màu lên mà sao mình nhìn thấy ngon ghê. Đã xong bước vẽ nét rồi thì bây giờ các bạn ơi, hãy đi tìm cục tẩy, cục gôm nào. Chúng mình sẽ cùng bôi đi những cái nét thừa khi mà tụi mình phác thảo hồi nãy nhé. Rồi, xong nào. Chúng mình sẽ tô màu cho phần mặt cắt của quả dưa hấu trước nhé. Rồi, đã tô xong phần mặt cắt của quả dưa hấu rồi thì bây giờ chúng mình sẽ tô cho phần vỏ nhé. Chúng mình sẽ chừa lại những cái sọc nhé. Xíu nữa sọc thì mình sẽ tô bằng một màu xanh khác đấy. Tiếp tục, sau khi mà tụi mình đã tô xong phần vỏ ngoài rồi thì bây giờ mình sẽ tô cho những cái sọc dưa nhé. Wow, mình đã vẽ và tô màu xong một quả dưa hấu chín mọng rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt và tụi mình hãy xem nhiều video trên Zoom Zoom TV nhé. Zoom Zoom TV.